hội trải nghiệm bộ đồ côn trùng siêu ngộ nghĩnh đáng yêu khi tham gia sự kiện trang trí thế giới vi sinh. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để nhận các chi tiết trang trí và đặt vào hình ảnh nền. Khi kiếm được 20 chi tiết trang trí, bạn sẽ nhận được phần quà bộ trang phục côn trùng 7 ngày. Hãy trang trí để nơi này trở nên sinh động, đẹp đẽ và share ảnh nha các bạn. Tham gia ngay nào!